Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cho biết vừa bắt giữ nghi phạm cướp xe taxi sau hơn 8 giờ đồng hồ gây án. Trước đó, khoảng 22 giờ 20 phút ngày 20 tháng 4, Công an thành phố Phủ Lý tiếp nhận trình báo của anh Nguyễn Văn Vượng, sinh năm 1982, trú tại Liêm Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, lái xe taxi biển kiểm soát 90A03131 bị một đối tượng siết cổ sau đó cướp xe ô tô tẩu thoát. Anh Vượng cho biết có chở nam thanh niên đến khu vực xóm 7 xã Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý thì bất ngờ bị tấn công, siết cổ vào ghế lái. Anh Vượng đã cố gắng chống trả và may mắn thoát ra ngoài, còn nghi phạm cướp xe taxi rồi phóng chạy mất. Ngay sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Phủ Lý đã huy động lực lượng phương tiện để điều tra truy bắt nghi phạm theo dấu vết nóng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén với tinh thần quyết liệt tấn công tội phạm, đến khoảng 7 giờ ngày 21 tháng 4, lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã phối hợp với công an huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định bắt giữ được người gây án là Nguyễn Thành Nam, sinh năm 1983, khi nghi phạm đang lẫn trốn tại nhà thuộc tổ dân phố Trần Phú, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, thu hồi chiếc ô tô biển kiểm soát 90A03131, hai điện thoại di động và 1 triệu đồng. Tuy nhiên, quá trình bắt giữ, Nam có biểu hiện bị kích động, hoang tưởng. Theo chính quyền địa phương và gia đình, Nam có tiền sử mắc bệnh tâm thần, đã nhiều lần phải điều trị tại các bệnh viện. Hiện công an thành phố Phủ Lý tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, hồi tháng 12 năm 2023, chỉ trong vòng 2 tháng trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã liên tiếp xảy ra 3 vụ án mạng kinh hoàng do bệnh nhân tâm thần gây ra. Cụ thể, ngày 2 tháng 12 năm 2022, một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Núi Ngam, huyện Điện Biên. Một người phụ nữ đã dùng dao đâm chém nhiều nhát kinh hoàng khiến cha đẻ của mình tử vong tại chỗ. Nghi phạm sau đó được xác định là Đặng Thị Thanh Tâm, sinh năm 1991. Trước khi xảy ra án mạng, giữa hai bố con có xảy ra tranh cãi, sau đó nghi phạm đã sử dụng hung khí gây ra vụ án. Đại diện chính quyền địa phương cho biết Đặng Thị Thanh Tâm bị bệnh tâm thần đang điều trị và thường xuyên đi lang thang ngoài đường. Sau đó, chưa đầy một tháng, khi dư luận chưa hết bàng hoàng về vụ con gái giết cha một cách dã man, thì đêm 27 tháng 12 năm 2022, tại Bản Kéo, xã Diền Sơ, huyện Điện Biên Đông, lại tiếp tục xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Một người cha bị bệnh tâm thần đã ra tay sát hại hai con nhỏ trước sự bất lực của những người xung quanh. Khi sự việc xảy ra, có gia đình, họ hàng và rất nhiều người dân biết, nhưng không ai dám vào can ngăn vì đối tượng cầm dao nhọn và rất hung hãn. Đối tượng gây án được xác định là Lường Văn Châu, sinh năm 1995, đã dùng dao nhọn đâm vào bụng hai con nhỏ của mình là cháu LTH, sinh năm 2019 và LTH, sinh năm 2021. Do vết thương quá nặng, hai cháu nhỏ tử vong tại chỗ. Mới đây nhất, vào đêm 3 tháng 2 năm 2023, đối tượng tâm thần Vì Văn Tinh, sinh năm 1979, đã tự đốt nhà. Khi lực lượng đến chữa cháy thì đối tượng dùng dao phóng lợn đâm liên tiếp vào ông Quảng Văn Dương, sinh năm 1983, trưởng bản Pa Kín, xã Na Tông, huyện Điện Biên, khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Tính còn đâm thôn đội trưởng bị thương. Chính quyền địa phương cho biết, Vì Văn Tính là người có tiền sử bệnh tâm thần. Trước đó vài ngày do mâu thuẫn gia đình nên vợ con Vì Văn Tinh đã đi khỏi nhà nên may mắn thoát chết. Như vậy, chỉ trong khoảng 2 tháng đã xảy ra liên tiếp 3 vụ án mạng nghiêm trọng. Các đối tượng gây án đều có tiền sử bệnh thần kinh khiến dư luận vô cùng lo lắng. Theo thống kê của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Điện Biên, hiện toàn tỉnh Điện Biên có 975 bệnh nhân tâm thần phân liệt đang được quản lý ngoài cộng đồng. Trong đó, chỉ có khoảng 30-40 bệnh nhân đang trực tiếp điều trị tại bệnh viện. Trao đổi với phóng viên, ông Lương Văn Sáng, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Điện Biên cho biết, bệnh tâm thần phân liệt là bệnh mãn tính, khi phát hiện bệnh nhân thường mất kiểm soát hành vi trong thời gian rất nhanh, có khi chưa kịp xử lý thì đã xảy ra hậu quả. Cũng theo ông Sáng, trong quá trình điều trị cho bệnh nhân, các y bác sĩ gặp rất nhiều khó khăn, mặc dù có kinh nghiệm và chuyên môn, nhưng nhiều khi các y bác sĩ cũng phải đối diện với những hành vi tấn công nguy hiểm của bệnh nhân. Đối với những bệnh nhân có khả năng thực hành hành vi nguy hiểm, đã được cơ sở y tế khuyến cáo thì cần phải tránh những tình huống gây kích động. Bên cạnh đó phải thường xuyên giám sát. Khi người bệnh có biểu hiện phát bệnh cần tìm sự trợ giúp để có biện pháp kiểm soát kịp thời, ông Sáng khuyến cáo.
Trao đổi với báo chí, ông Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế Điện Biên cho hay, việc quản lý bệnh nhân tâm thần là rất khó. Bệnh viện và cơ sở y tế chỉ quản lý được trong thời gian bệnh nhân đang chữa bệnh. Khi ra viện thì việc quản lý chủ yếu do gia đình bệnh nhân. Hiện nay trên địa bàn tỉnh, chưa có trung tâm nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho người bệnh tâm thần. Nên nếu gia đình người bệnh có nhu cầu thì phải đưa bệnh nhân về các cơ sở nuôi dưỡng tại Vĩnh Phúc hoặc Phú Thọ, ông Nam nói. Theo ông Phạm Giang Nam, biện pháp tốt nhất để kiểm soát các trường hợp bệnh nhân tâm thần có thể gây nguy hiểm cộng đồng là phải đưa bệnh nhân vào các trung tâm nuôi dưỡng và phục hồi chức năng tâm thần để được chăm sóc, theo dõi và điều trị. Theo luật sư Trần Minh Hùng, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Điều 21 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi khi phạm tội sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với người mắc bệnh tâm thần bị mất năng lực hành vi dân sự, căn cứ khoản 3, Điều 586 Bộ luật Dân sự 2015 thì người giám hộ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Trường hợp người giám hộ chứng minh không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải bồi thường. Luật sư Hùng cũng cho biết thêm, tại Điều 49 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, đối với những người phạm tội khi đang mắc bệnh tâm thần, Viện Kiểm sát Nhân dân hoặc tòa án có thể quyết định đưa họ vào một cơ sở điều trị chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh. Đối với người có năng lực trách nhiệm hình sự trong khi phạm tội, nhưng trước khi bị kết án đã mắc bệnh tới mức mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi, tòa có thể quyết định đưa họ vào một cơ sở điều trị chuyên khoa bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh, người đó có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Đối với người đang chấp hành hình phạt tù nhưng bị bệnh tới mức mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi, tòa án có thể quyết định đưa họ vào một cơ sở điều trị chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh, nếu không có lý do miễn chấp hành hình phạt, người này phải tiếp tục chấp hành hình phạt. Thời gian bắt buộc chữa bệnh được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù. Thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh tâm thần chỉ áp dụng khi có hậu quả hành vi vi phạm pháp luật. Như vậy, trách nhiệm đưa người bị bệnh tâm thần chữa trị trước khi có những chuyện đáng tiếc xảy ra vẫn phụ thuộc phần lớn vào sự tự nguyện của gia đình, luật sư Hùng nhận định. Theo luật sư Hùng, luật pháp chưa có quy định cụ thể quản lý người có bệnh án tâm thần khi trở về xã hội. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có thông tư, dự thảo hướng dẫn, quy trình quản lý trường hợp với bệnh nhân tâm thần tại các cơ sở trợ giúp xã hội, trong đó bao gồm một số quy định về quản lý người có bệnh án tâm thần khi hòa nhập cộng đồng, nhưng đến nay hướng dẫn này chưa được ban hành. Nhà nước cần ban hành các quy định để quản lý người mắc bệnh tâm thần, người từng có bệnh án tâm thần khi trở về hòa nhập cộng đồng để bảo đảm an toàn cho những người xung quanh. Ngoài ra, cần có một chế tài quy định để bảo vệ bác sĩ, tránh bị những người mắc bệnh tâm thần đánh đập khi đang khám chữa bệnh, luật sư Hùng nói. Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh, đã có nhiều hệ lụy và câu chuyện đau lòng khi người mắc bệnh tâm thần thực hiện các hành vi phạm tội ngoài xã hội. Điều này đặt ra trách nhiệm quản lý quan trọng đối với cơ sở khám chữa bệnh, gia đình có người thân mắc bệnh tâm thần và chính quyền địa phương. Luật sư Hậu cũng cho biết thêm, Bộ Y tế cần phải rà soát các bệnh án tâm thần, qua đó điều trị bắt buộc đối với những người mắc bệnh tâm thần và đấu tranh loại bỏ đối tượng giả tâm thần để được điều trị nhằm trốn tội, các cán bộ y tế vì lợi ích mà tiếp tay cho tội phạm. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!